cái gì lắm sầm đó ông nội ơi, tôi tới rồi nè cha. À, vậy nó mới xung ra phía lên nè, cảm ơn quý vị bà con mình nè. Trời ơi, chú đi đâu con kia cứu khách hồn mà nãy giờ không thấy chú vậy. Dịch vật mày đi đâu mày phải chờ tao đi giết chứ. Dạ. Có đâu bỏ hơi, tao không biết đường, mới hỏi thăm đường nào vô đây. À. Đang đi cái đằng kia thấy hộ cũng có đông nhẹ hết mày. Ủa, chuyện gì vậy chú? Tao chen vô chậm coi thử coi vụ gì. Dạ. Mới vừa chen vô thấy lớn ra đè giận nhỏ mày. Thằng lớn để thằng nhỏ. Ờ, Phật ơi, nó chấm nhỏ xuống sình, nó giận gần đình Việt Quang ơi. Rồi lúc đó chú làm sao? Thấy vậy chịu học nổi, tao nắm áo lớn ra ngoài, tao giận chứ không mấy giận. Quậy chạy mới được nha. Rồi ông nhỏ đó, ông mới vụt ra được. Dạ. Rồi cái ông lạc đã cũng đứng vậy, ông giận tao. Mày có kỳ không không? Cái gì kỳ vậy chú Minh, sao nó còn đánh chú nữa? Bởi vậy mới nói, đánh mở còn nói câu nghe mới tự ái chứ. Nói còn gì chú? Nó chỉ vô mặt tao, nó nói ghê không anh? Sao đánh ba con anh? Bà mẹ là bớt mất quán thiệt chứ. Cái con thì đúng rồi. Dụ gì á? Cái đó là gia đình người ta nhẹ nhau ngoài đường. Ừ. Chú nghĩ cứ nhau chú Minh, thằng nhỏ nó đánh chú là phải đâu? Có biết con mẹ gì đâu mày ơi. Đi ngang thấy vậy nhầm chú Minh. Có biết nhỏ đi chơi ông nội tôi lâu gì đặt đâu. Vậy tao biết chú Minh là cái gì cho ông bỏ vậy? Giờ bỏ vụ đó bên em. Dạ. Giờ phải thăm vụ mày chút được ha. Ủa, vụ con vụ gì? Nghe nói lúc này ăn nhậu sao để vợ ngược chạy có cờ vậy mà. Ăn nhậu kiểu gì để ta đồng dữ vậy con. Cái chuyện ăn nhậu có cái chuyện nghe nữa con. Thằng là con nào chuyện vậy á. Nên tốt về để chú nghe. Chú chạy nó ra đồng cột. À, vậy mà cho chú coi. Ừ, này nó hổ mình, nó ác nhất số mình mà. Hổ bắt cỡ là không sợ chú chỉ đại thằng nào. Ba mày. Ừ, thằng đó đi. Ừ. Mày giớt nó dùm tao đi. Con không dám đâu, con đụng vô này. Ông giờ muốn con cái đen hơn bây giờ luôn á. Tưởng đâu mày cửa nó cái sạc đen, con quỳ xuống tao lại mày luôn. Không dám đâu chú ơi. Nhưng mà nói chú nghe nè. Vậy? Cái đó là chú mới nghe có tầm 1 thôi. À. Con tầm 2 hoàn toàn khác. Thật ơi, ăn nhậu mày làm như phim học công vậy, có tập 1, tập 2. Ừ, có tập 1 không? Được, tập 2 ra, sao đó mày nói thử không em ấy? Tập 2 con đi nhậu về tới nhà hả? Ừ. Đá tôi ra anh lưng. Dạ, thằng này có bản lĩnh mà anh. Cháu chú mà. Đừng có con vợ con trong nhà mặt mày nó xanh tái mét luôn. Thiệt không em? Chưa, tay chân luôn bay bảy đứng lỗ mà bị xuống luôn. Dữ vợ vậy hả? Chứ sao? Ủa, nó quỳ chi vậy? Quỳ xuống nó còn dễ thương lắm. Nó nói cái gì? Nó nói, ê, chui ra mình nuốt coi. Ủa nó kêu ai vậy? Con á. Trời ơi. Thật ơi, lúc đó mày ở đâu? Ở dưới sàn. Ông nội ơi, vậy mà đứng đây nó nổ với tôi hơi á. Rồi nó kêu mày ra, nó có chửi mày đâu. Ủa sức mấy mình nó dám chửi con bọt tay cho mặt nó liền. Vậy kêu nó chửi ai? Chửi má con không? Thôi hết thuốc. Nó không chịu như quỷ chứ. Hết thuốc vậy mày. Ông nói cho mày nghe hết, mày phải mạnh dạn lên. Mày về mày nói lại với vợ mày, cũng nói mày nghe. Mà làm vợ chứ không phải làm chị hai. Cái mạnh dạ lắm chứ. Đúng rồi, mà làm vợ chứ phải mà làm chị hai. Ừ, được thì ở, không được thì đi. Được thì ở, được thì đi. Ừ, nói đi đâu mình theo đó. Nói đâu mình theo đó. Ừ, mà cứ chơi vậy ta. Nó nói chuyện gì mà vô. Chờ nó bỏ nói sao con. Bộ đâu vậy? Cho mày hay lúc này Đài Loan với Việt Nam mình hợp tác làm ăn nhiều lắm em. Mày bỏ cái nó giết liền. Ủa vậy hả chú? Ở thím hai mày mở phòng rước đi rồi đó. Trời, thím hai lợm hợm về mà nó cũng rước đi luôn hả? Đi hết con ơi, cỡ nào cũng đi hết mày ơi. Ủa mà đi đâu vậy? Âm phủ. Chú giỡn quá rồi. Bà đi đâu nữa, 5-70 qua bển ngồi ngoài chồng cho nó ăn hả? Ủa vậy hả? Vợ mày đâu kêu ra mà hỏi thăm nó chuyện coi. Sáng nhậu tới nhà thấy vậy cố độ bỏ đi luôn. Vợ chồng gì kỳ á? Vì từ từ nói đóng cửa lại hỏi cho ra rồi á. Có ai đúng ai sai? Chứ sao bỏ nhà đi mày? Mày mới nói chú. Vậy tao giải quyết cho đi luôn đi. Ờ, không được đâu, nói vậy thôi chứ đi luôn, còn bảo với ai? Theo chú về quê, tao mừng mấy cho mày đứa khác liền. Trời ơi, cái nước thiệt luôn ha. Đừng lớn à. Giờ thì chú được giáo nè. Chứ sao mày? Nhưng mà cô này đẹp không? Đẹp, mừng mấy phải đẹp. Phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm chứ. Cái gì vậy ông? Này ngon lành nghe. Phải không? Tánh tình dễ thương. Wow. Chỉ có tên họ hơi xấu chút thôi, đừng chê được rồi. Tên họ không có quan trọng. À. Quan trọng là tính tình của họ. Đúng đúng, này nói đúng. Nhưng mà có này tên gì mà chú nói xấu vậy? Nhỏ này tên con bá. Trâu bá này con chết luôn. Ừ. Còn họ? Họ Hà. Ừ, Hà bá. Đó. Chú chưa phải là con thì chú là bá Hà bá cho con. Mà
mày vừa lấy cỡ đó trở lên đó, chứ còn người phàm ông nội ai sống nổi với mày. Lấy là ba con xuống xong còn hư luôn. Nói chơi chúng tôi vô thì thôi, chứ chú mày mừng mấy phải ngon lành rồi. Bữa đó vô tình chú đi ngang, chú thấy công nhận tướng nhỏ này cao như người mẫu hãy. Cái gì cao như người mẫu? Trời ơi, tóc dài chấm xõa ngang vai. Ôi ôi, sống mũi nhọc dừa. Quá đã mà cặp mắt còn cao. Ô, tuyệt vời luôn á. Đặc biệt nhỏ này cười còn lúng cái răng khểnh nữa nghe. Đó, con gái còn lúng cái răng khểnh có gì vô cùng luôn. Ngoài răng khểnh ra không còn cái nào nữa hết. Một cái bột duy nhất còn như cấm lắm. Tao nhìn quá tao chịu không được. Không nói với thiệu con làm gì. Nói nghe bỏ đừng la lớn rồi. Phường kế bên ta nghe được ta phân biệt. Ủa sao vậy? Tao nói mày nghe cái hạt tiền đạo nó còn có một đứa mà. Một đứa một? Trời ơi, vậy mà cũng đá nữa con ơi. Cái gì? Đá ầm ầm, đá sáng nhưng đá luôn cho tới vòng chung kết hả? Thôi cho con đá đi vòng chung kết luôn. À vậy mà bữa hôm bác còn chơi xấu, ta nữa chứ. Quá! Thôi con nhém chút xíu nữa bị thẻ đỏ, làm nhỏ luôn đây luôn. Nhớ là lỡ bị thẻ đỏ thì sao? Trọng tài thổ quét đủ ra thân, còn thân thân còn mắt mắt chứ. Trời ơi, chú vô phải chứ không? Con đã có cái răng kêu cướp cổ về làm sao cho khổ anh con? Ôi, em hiểu mày cứ nói nhiều mà cho nó ăn cơm chứ. Chứ cứ cho người ta về chú không cho cơm, chú cho ăn cái gì? Mày cho nó ăn bắp. Trời ơi, có một cái răng mà bắp cả bắp. Ừ. Cả biết tiền nào mà hết chứ bắp. Tùy theo sức lao động mà. Làm xuyên nửa tháng là biết bước nửa năm mới hết chứ bắp vậy thôi. Hết chứ bắp cái chết còn ta. Mình đắp sản phẩm mà. Ừ. Mày làm nhiều ăn nhiều lần hết ăn hết à? Đúng đúng. Có làm có ăn. Dạ. Xuyên cạp lỡ nó. Học hỏi rồi. Thôi nói chơi chút tôi vô. Giờ tình hình chút cháu mình gặp nhau xong nói nghe coi. Dắt đi vòng vòng về thăm mệt nha. À, đúng rồi, bây giờ bỏ chuyện vợ chồng con qua bên đi. Bây giờ chú lên thăm con nè. Dạ. Con chú ra quán mà con làm cái lẩu la ra về xì tâm sự cho. Đó, vụ này mới khoái là. Con với chú khoái nè. Cái gì chứ ăn nhậu là tâm khoái. Con với chú khoái rồi. Quan trọng ai trả tiền. Con với chú khoái luôn. Vụ này không khoái à. Vụ này mày khoái đi. Tao nghe ảnh hưởng tới tiền nữa sao tự nhiên mệt vậy? Trời giàu mà thang quá. Làm như lúc này bị bệnh tinh thần luôn. Wow, thang tinh thần luôn rồi. Bây giờ con tiện con nằm vô nè. Nói thử nghe coi. Bây giờ con chúc kiếm cái gì có thi. Nếu ai thua trả thì mày nhậu cấp bằng hai con. Hay hay, tiểu tử mày đề bạc này ha. Hay anh thua gì một hai sĩ rượu ha. Đúng rồi. Mình chơi cho nó vui vẻ, chơi cho có tình có nghĩa thôi. Dạ. Chứ còn đấu chú hai mày nửa giả lúa. Giải quyết yên đẹp không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Bây giờ tiểu tử mày sao nói tiền mẫu nghe coi hợp với anh. Mà biết là biết bây giờ nghe nói chú nổi tiếng dân thờ như quê. Còn phải hỏi. Đó hôm nay quyết định hát đô cái thần lực ác cho chú luôn. Thôi đi ông nhỏ ơi, đi đâu ăn nhậu rồi học lớp được ai mấy câu. Phải đặt tính về đây đem ra đặt hạ lão tiền mối hả con? Cái này to. Không có dễ ăn gì đâu con ơi. Bình tĩnh nghe cho kỹ, chú mày nói hai câu dân thơ lục bát cho bà con đây nghe ha. Rồi mày cũng nghe rồi học hỏi nha. Nghe kỹ mà học hỏi. Nghe nè. Kiến nghĩa bất di vô vọng dạ. Wow. Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Nghĩa là sao chứ? Tao không biết mày. Trời ơi, không biết con em nói ai rồi, con bán cho nó chứ. Nghe tao nói mang bán, tao cũng khóc mẹ tao. Là mất hồn không? Trúng anh hùng tao giọt. Không bao giờ con hỏi chỗ này được đâu. Bây giờ đi, con đối câu, chú cái đáp được không? Chứ đáp không được, coi như chú vui trầm nhận này. Mày nói không được, mày thua ha. Điều đó là tất nhiên luôn. Cho mày giao bóng trước không? Trời chắc con luôn hả? Ừ, giao bóng đi. Nghe con nói câu đầu tiên lo đáp nè. Ừ. Hiu hiu gió thổi đầu nó. Muốn gài đổ nhậu mà con không tiền. Này con nhận có tâm hồn ăn uống cao lắm. Cô gài này nào con nhậu không có tiền biết ghê. Thủ giám trận này được nhậu lắm. Chú đáp được chú cô nè. Nghe rồi con. Hiu hiu gió thổi đầu non. Tao còn cắt tao con của mày. Hết ăn hết nhậu gài đổ hết. Không dám chín đâu. Phải gài cho con. Nó không còn nữa. Không còn nữa. Kèo má ơi đừng gả con xa. Chim kêu giữa không biết nhà má đâu. Ừ, má đây không dám gả gần. Sao vậy? Con về xúc gạo nhiều lần má hao. Thôi. Gả được có đi cà mau luôn. Được giữ nhà nghe. Ừ. Được, được. Trời mưa con bông phập phồng. Ừ. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Thì biểu nói gì ở ké gì hay? Để gì? Để ba cô cớ mò quá thăm gì? Mấy chú làm thôi, lợi dụng tôi nói nghe. Lợi dụng mẹ gì mày ơi, lâu lâu ghé thăm bạn chút.
con phải mình mất được cho bao nhiêu vậy thôi, vậy dụng gì mà nghe tới mày chút tiếp tục. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thì cha già con mọn thế giới chứ sao cha là chết mẹ con chơi tấu nghệ. Anh được báo đi phá đàn hết sớm, ta cho ta mới nhớ mọi thằng hết thu ba ta đi hút có 4 năm câu khô lên nhớ khô thu báo cáo thu nó giảm cho 50 trăm nữa còn nhiều lắm lo tìm ra còn gì tìm em như thể tìm chim chim bay biển bắc anh tìm biển đông thôi tìm em chim nó bắt đông sao vậy Đài Loan Hàn Quốc nước đi hết rồi. Mấy câu nào chứ biết thiệt vậy chứ phải biết chứ phải đọc báo à phải coi tivi à mày mới nắm được tình hình biển đông được như thế chứ sao ngại chúng nó vô học binh không biết sao thắng mày được mày câu này không biết nè câu gì cá đánh câu cái đâu mà vỡ chim vào lòng biết ở nào ra chim nào thì chú ý con này thiệt rồi thì không biết thua được bà mu này nó biết tôi kỹ con chim ta chẳng sao được kịp tôi còn không biết chim vô đâu cái chớ giấy rồi nha chim trả lời liền không biết thua nè từ từ là từ chỗ tao đang nghiên cứu của ba chỗ chim này không ạ chim chim gì chim vào lòng tháng ba chim đẻ rồi sao chim ra lòng chim mẹ chim con trời ơi cho tôi nghĩ con này lớn mạnh với tao hả tính đức của chim vô cho tao quý hết học giống quý đâu con cỡ nào cũng vừa hết chứ không có quý nghe nghe mày á chú ý con còn nữa không gì hôm kia môi đỏ mắt hồng à có bao nhiêu tuổi có chồng thấy chưa thì chồng cô bán búa bán cưa sản xuất mà tấu á mày ưa cây nào cây nào bởi cây nó cây trời lấy rái được chứ nhớ vụ mà kia mới đập đố em không nó mạnh chưa thua ha chứ không còn nữa mà trời ơi này nó dai như đĩa nói mới chơi ơi ra có mấy chuyện đủ cực quá trời lực à chứ tôi dễ ăn rồi lắm tiếp tục từ từ một cây chậm chậm lên không đúng quả cây chậm để nên hồng nước cao thì một ai tới giờ núi lấp sông ừ mà bốn ai chuẩn lại sáu thành sông tiến lên bài này có học hồi lớp 5 tuổi có học họ nói vậy nó nói vậy con này có áo anh sức chỉ đường tà à. Vợ anh chưa có mẹ già chưa không áo anh sức chỉ đường tà dạ vậy quan làm người dễ lắm vậy anh có sao chứ chưa quen con quà đâu tôi bán đất không muốn dần ngầu giá thì anh đây mới lại dỗ già sao em còn ngồi đó mất trăm ngàn mất tiếng ai nói vậy ra hỏi bảo vệ kìa anh đang xin hỏi đang bắt còn được không chú điều tra chứ cứ ông nổ ra không biết ai lấy chứ không có cậu chú rồi không nói không có trời thật ơi anh này cực thiệt với ông nổ luôn còn cực xin chú nữa tiếp tục từ từ thật là gió đó bụi chú thì sao em ừ anh quê vợ bé bỏ bè con không chú cười chú suy nghĩ đi chú không có được suy nghĩ đáng tiền không gì đó suy nghĩ không được thì gió đưa gió thổ bờ tre vẫn chơi chút xíu ai về có con con ghê thì vô đi đứng lại đứng lại nghe hỏi là chú vợ gì mà ghê quá vậy chú ai biết bữa học tính giỡn giỡn không ai nhờ đâu thiệt lỡ tao lụm luôn giỡn gì mà ghê quá vậy có gì đâu ghê tao thấy con bình thường trống sao nghe ngọt đi chú ngọt mày lụm mày chứ ê hết suy nghĩ nha mày không cho tao suy nghĩ giờ mày suy nghĩ là không được nha mày chú lớn suy nghĩ chỉ còn nhỏ suy nghĩ mới có cả lớn suy nghĩ làm gì cả cho tao công nhận nghe tàu lao tàu lao là tao có cái mỏ đất muối à qua từ từ chú giờ tao cho mày 10 giây suy nghĩ quá 10 giây thua không có nói nhiều 10 15 giây chứ giờ 1 giây nè mày có chưa suy nghĩ mà 2 giây nè từ từ mới đến 2 giây từ từ biết 1 giây 5 giây 6 giây 7 giây 8 giây bút có chưa có rồi bút chân như quán đèn mờ ừ còn gần cái đẹp không sờ là muốn tình hợp lý bà con đi dỗ tay con nghiên chúng cái gần mày thua chịu không con là quý cái đất đúng này bà con ở đây dỗ tao con nghiên chúng con thua những chú mày đạo điện vậy không chứ sao câu gì mày nói lại lần nữa tao nghe kỹ tao nghiên cứu mà nghe cho kỹ hồng nhắc đi kỳ nữa nghe trời ơi chuyện nhỏ như con thỏ con thỏ mới nhỏ đâu nghe nè bước chân vô quán đèn mờ ngồi gần đã đẹp không sờ là ngu thà rằng cắt tóc đi tu tiêu hóa tốt
cho cầu gần gái đẹp ngúng sao không chờ. Nhưng mà ghê đó. Mày tưởng tao hai lúa à? Tao vô cẩm mấy bạn nít. Có thì tao sợ chứ quá. Đâu phải tao đẩy cho ông chồng đi. Chấp nhận luôn ha. Ôi đẩy ngay xuôi. Mày đặt tính mà đồ không hết dịch. Vậy đi á. Ừ đi. Từ phạm hài đến đây chấm dứt. Thành bác khách quý xin cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Xin chào.